Ừ vậy. Dạ. Bê ăn tự quá. Nó hơi có vị chút xíu gì mặn mặn ngọt ngon á. Không biết bỏ cái gì. Ăn với cơm là ngon á. Cái dịch cái da nó làm giòn giòn luôn á. Giòn giống như là bánh tráng mà bánh tráng nó mỏng mỏng á. Ăn vui vui miệng á. Hôm nay ăn món ngon hả? Vừa miệng. Vừa miệng. Hello bạn, hôm nay mời bạn cùng với gia đình mình đi xuống cái nhà hàng này ăn ha. Mới đầu thì gia đình mình nói hôm nay chắc mình đi xuống cái chỗ này ăn con cá hấp á. Nó tại thấy nó mấy lần trước đi xuống thì nó quảng cáo nó có cá hấp mà còn bơi lội trong hồ luôn bạn. Cái xuống tới thì nhìn cái menu với lại hỏi cái cô phục vụ cái mắc quá cái quay qua thôi ăn cái món vịt quay Bắc Kinh này với lại gà Thượng Hải mà đèn cá này nè bạn. Tính ăn là ăn cái cá này nè mà nó mắc quá. Tới 6 mấy đồng á, sợ bạn. Thôi kệ, ăn mấy cái món rẻ rẻ chơi review này nọ chơi với mấy bạn ha. Xong thì cũng đừng quên ăn cái một cái phần bánh flan này ha bạn. Rồi mấy bạn cùng với gia đình mình ăn nha. Đây mấy món này của nhà mình ăn hôm nay đây. Rồi mấy bạn mời mấy bạn. Còn đây là hai người bạn quen thuộc của mình ha. Đi đâu mấy bạn cũng thấy đi ăn chung review đồ ăn này nọ với mình đây. Rồi để coi mình hôm nay cho coi ăn những món gì ha. Hôm nay thì nó cũng có mấy cái món Việt Nam này nọ nữa các bạn. Giống như mà mình nói thì cái món cá hấp cá chiên mới định vô ăn thì giờ nó mắc quá. Cái trình bày thì nó cũng đẹp nhưng mà lần này lại là mình thiếu các bạn. Nó họ thiếu cái đồ gắt đũa cho mình á. Kỳ thị mình hay sao mà. Nó đùa chơi chắc họ thiếu sót chút xíu ha. Các bạn thấy không? Đây nè, mấy phần cơm xào, tôm xào 8 đồng. Gà Sài Gòn và sợ gà xào xả ớt mà. Đó, nhưng mà đẹp ha. Có bông thiệt đàng hoàng luôn các bạn. ăn cơm liền cậy này nọ nè. Rồi lãng mạn chưa? Chơi vui các bạn. Và mấy lần mình cứ quên hoài mặt mình nói mình hỏi coi lý do gì họ để cái tượng Phật các bạn trong cái ngay chỗ cái quầy sushi á. Đó, còn cho đây phần ăn của mình ha, mình cũng hấp dẫn lắm nha mọi người, hơi tối chút xíu nhưng mà ngon các bạn. Cuối cùng hình như là cái phần ăn của tụi của gia đình mình hôm nay thiếu rau bạn, thiếu rau xanh. Đây. Gà Thượng Hải. Xào. Cái này hả? Là tôm xào kiểu Việt Nam. Mì, cái này là mì. Mì xào không biết gì. Đây. Đây mình dịch qua Bắc Kinh. Mà nó có hai kiểu, mình có thể lấy xương hay là không lấy xương. Mình chơi lạ úp kìa. Đây, đó cho nguyên cả lạ. Cho giống cơm Việt Nam. Rồi, ăn đi, lấy đi, ba lấy hay là để con lấy? Mì xào hả? Mì xào phải lấy đũa thôi, hay lấy này trước đi. Thử cho miếng nữa. Cái này có mấy đêm miếng ớt này nha. Thử cục ba gà Thượng Hải thử đưa vô rồi dịch không thôi để con thử ra luôn hai cục luôn đó mình múc thì mình được hai cục như vậy. Đây tôm xào này kiểu Việt Nam nha các bạn. Trời, nguyên cái bông cải đường tổ bố rồi. nguyên cái cây cải luôn như sao mà. Ba, vô ba. Thấy chung mình. Mới nói không có rau nhưng mà này cũng có rau chút xíu. Chuối này vô trong cơm nha mày. Đó. Đây cái phần của mình. Thử cái gà Thượng Hải nha. Lần đầu tiên mới ăn cái món này mà. Được. Ăn cơm dừa mắt thì giống như là chiên lăn bột chiên à.
Thôi ăn đi, mạnh lên. Đây thì rau cải giống như thập cẩm mà có nấm đông cô này nọ ha, tôm hơi ít. Bên đây rẻ mà sao bỏ tôm ít vậy bạn? Còn cái này thì chủ yếu là hành với trái ớt khô, mà trái ớt khô này không biết là để chưng hay là để ăn. Mình cắn thì nó cũng hơi cay cay mà hơi dai. Cái cục này nãy giờ nói là đây là cái gà tự cải rồi, nguyên cục nha. Ủa ủi vậy. Mới ăn tự quá thì ra nó hơi có vị chút xíu gì mặn mặn ngọt ngọt, ngon lắm. Không biết bỏ cái gì ăn với cơm là ngon lắm. Ớt nữa mà không biết cái ớt này là để vô cho đẹp hay là ăn, mà ăn ngay cắn á nó cũng hơi cay cay. Đây giờ qua tới thì mì các bạn. Chưa mì trước đó, được chưa? Đây ướp nó dài quá rồi, miếng nhỏ miếng bự phải không? Đây má làm cái đùi với con nha. Rồi đây cho má mình làm cái đùi, mình cái đùi, đùi sớm đủ thôi thêm tấm miếng nữa. Thấy tôm xào dừa không? Dừa không? Dừa. Mì cũng vậy. Dừa. Dạ, để thử cái dịch thử tiên ngạc. Cái dịch cái da nó làm giòn giòn luôn á. Cũng giòn giống như là bánh tráng mà mỏng mỏng á. Ăn vui miệng á. Vị thì cũng có nhiều lắm. Ngon. Mình phải thêm bánh bao không? Ăn với bánh bao ngon hơn với cơm. Chứ qua thử mì nãy giờ ăn mấy món kia chưa, tôi ăn mì rồi. Cũng mì xào nha. Mì dai ngon. Mì không biết mì gì ha. Mì Việt Nam hay mì Tàu? Mì Tàu chứ mì Việt Nam đâu. Ngon lắm á. Có vị ngọt ngọt, thơm hẳn ghê. Ít nhất là con cơm nè. Cơm nè. Họ làm rất là vừa ăn nè. Giòn giòn. Cái nữa nè. Hôm nay ăn món nào cũng ngon hả? Vừa miệng. Dịp bắt trên ăn cũng vừa. Da giòn ngon. Rồi gà Hải Nam. Gà Thượng Hải. Gà Thượng Hải. Con xào ăn cũng vừa. Cũng thua được quá. chơi thua rồi đi vô ăn hết ngon luôn. Ăn hết nổi luôn. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn bạn đã cùng với gia đình mình ăn tối nay ở nhà hàng Tiến ở Biloxi đó bạn. Để thử qua cái món vịt Bắc Kinh này ha. Cũng giống như cái món gà Thượng Hải mà lần đầu tiên mình ăn. Còn những cái món mì xào này nọ thì cũng ăn vài lần rồi ha. Rồi cũng đừng có bỏ quên là cái món tráng miệng này ha. Bánh flan này rất là ngon ha. Rồi hẹn gặp lại mấy bạn trong mấy video sau.